quyết định đến Mỹ để học đại học chắc chắn là chi phí không hề rẻ như việc học trong nước. Các trường đại học càng nổi tiếng thì càng có mức học phí cao. Vậy cách du học nào là có lợi? Câu trả lời là chọn ngành học và trường học được công việc lương cao tại Mỹ. Đây là cách thỏa đáng phải không bạn? Những công việc mà mức lương năm đầu tiên thôi đã giúp bạn lấy lại 2 năm học phí mà bạn đã chi ra để học đại học tại Mỹ. Video này chia sẻ với bạn 11 việc làm lương cao nhất tại Mỹ và ngành học tương ứng để làm được trong lĩnh vực này. 1. Bác sĩ hoặc bác sĩ phẫu thuật. Đầu tiên và có khả năng sinh lợi cao nhất trong 11 bằng cấp của chúng tôi là bác sĩ và bác sĩ phẫu thuật. Như bạn biết rằng, để học trở thành bác sĩ tại Mỹ rất khó và tốn nhiều thời gian. Sinh viên nào vào ngành y khoa, medical major, đều phải hoàn tất chương trình dự bị y khoa, người ta gọi là pre-medical study. Sau chương trình dự bị này, họ mới tiếp nối học để trở thành bác sĩ hoặc bác sĩ phẫu thuật. Nếu sinh viên trở thành bác sĩ, họ có thể kiếm được 400.000 đô la với mức lương trung bình khoảng 227.000 đô la Mỹ cho một năm. Nếu họ làm việc ở nơi khác ngoài bệnh viện mà vẫn trong ngành chăm sóc sức khỏe, họ vẫn có thể kiếm được khoảng 150.000 đô la cho một năm. 2. Kỹ sư máy tính. Tiếp theo trong danh sách của chúng tôi là kỹ sư máy tính. Sinh viên tốt nghiệp trong lĩnh vực này có thể mong đợi kiếm tới khoảng 70.000 đô la cho một năm. Con số này sẽ đạt khoảng 100.000 trong vòng 7 đến 9 năm làm việc. Nhưng đó chỉ là một người làm công ăn lương. Bill Gates và Steve Jobs xây dựng nền tài chính và đế chế trong lĩnh vực này. Để làm việc và thăng tiến trong lĩnh vực này, bạn cần có hiểu biết rất tốt về điện tử và phần mềm, phần cứng. Ngoài ra, khả năng tích hợp khoa học máy tính và kỹ thuật điện tử để phát triển phần cứng và phần mềm là những gì bạn đang vượt trội. Thì đây là ngành học dành cho bạn. Yêu cầu tiên quyết là bạn phải có một chế độ tư duy công nghệ cao và khả năng thiết kế phần mềm và phần cứng khi được yêu cầu. Nếu làm việc với 10 năm kinh nghiệm trong ngành công nghệ cao này, bạn có thể kiếm được khoảng 115.000 đô la cho một năm và khoản học phí du học Mỹ sẽ chỉ là chuyện nhỏ. 3. Kỹ sư hóa. Sinh viên tốt nghiệp từ ngành hóa học có lương khởi điểm khoảng 70.000 đô la cho một năm. Sau 10 đến 12 năm đạt khoảng 100.000 đô la cho một năm. Sinh viên tốt nghiệp trong ngành này không nhất thiết chỉ làm trong phòng thí nghiệm. Họ có môi trường làm việc đa dạng trong các ngành như công nghiệp xanh, sản xuất thực phẩm, y học hoặc thiết kế cảnh quan vườn tược, v.v. Ngoài việc bạn yêu thích làm việc với các nguyên tố hóa học, người học hóa còn sử dụng vật lý, toán học và kinh tế học để sử dụng, sản xuất, biến đổi và vận chuyển hóa chất, vật liệu thô, tế bào sống, vi sinh vật và năng lượng một cách nhuần nhuyễn. Các kỹ sư trong lĩnh vực này tham gia rất nhiều vào thiết kế và vận hành các nhà máy hóa chất. Các kỹ sư hóa học thường hay kết hợp với các kỹ sư dầu khí ở các nhà máy lọc dầu. 4. Cử nhân tài chính. Nếu bạn có bằng cử nhân về tài chính, thì mức lương khởi điểm của bạn khoảng 60.000 cho một năm. Nhưng một vài năm trong ngành sẽ tạo ra sự khác biệt lớn. Mức thu nhập trung bình hàng năm của các nhà hoạch định tài chính là 88.890 đô la cho một năm, theo Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ. Việc làm trong lĩnh vực này dự kiến sẽ tăng khoảng 15% cho tới năm 2026, vượt qua hầu hết tất cả các lĩnh vực. Và sau khi làm việc trong lĩnh vực này hơn 10 năm, các chuyên gia tài chính có thể mong đợi kiếm được khoảng hơn 100.000 đô la cho một năm. Các nghề nghiệp và bằng cấp tài chính có thể mang lại cho bạn sẽ bao gồm các nghề như môi giới trái phiếu tài chính doanh nghiệp, phân tích tài chính, lập kế hoạch tài chính, bảo lãnh đầu tư, đầu tư mạo hiểm, quản lý danh mục đầu tư. 5. Kỹ sư xây dựng. Nghề của kỹ sư xây dựng là thiết kế những thứ như nhà, cửa, đường xá, đường hầm, sân bay, cầu, hệ thống thoát nước. Khi thiết kế các cấu trúc và hệ thống này, các kỹ sư dân dụng phải xem xét các yếu tố như chi phí vật liệu, tuổi thọ dự kiến của các thành phẩm và quy định của chính phủ về độ an toàn. Hầu như tất cả hạ tầng đều được dựa vào kỹ sư xây dựng dân dụng.
nên mức lương của họ rất cao. Mức lương trung bình của một kỹ sư xây dựng là 83.540 đô cho một năm, theo Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ. 10% kỹ sư dân dụng được trả lương thấp nhất thì nhận khoảng 53.470 đô cho một năm. Trong khi đó, 10% kỹ sư được trả lương cao nhất có thể kiếm được khoảng 132.000 đô cho mỗi năm. 6. Các nhà sinh học phân tử. Công việc của các nhà sinh học phân tử là thiết kế và thực hiện các thí nghiệm trên phân tử và tế bào. Họ nghiên cứu để hiểu sâu hơn về các thành phần này hoạt động ra sao. Sau đó, họ có thể báo cáo kết quả nghiên cứu của mình dưới dạng báo cáo hoặc ấn phẩm học thuật. Các nhà sinh học phân tử thường thực hiện các thí nghiệm liên quan tới trình tự DNA nhân bản, cũng như chức năng RNA nhân bản và các hành vi khác của tế bào. Nhiều nhà sinh học phân tử còn phụ trách giảng dạy sinh viên tại các trường đại học. Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, các nhà hóa sinh và lý sinh kiếm được mức lương trung bình hàng năm khoảng 89.470 đô cho một năm, mức lương trung bình khoảng 43 đô cho mỗi giờ. Một nửa số các nhà hóa sinh và lý sinh báo cáo mức lương dao động từ 55.000 cho đến 112.200 đô cho một năm. 10% các nhà hóa sinh và các nhà vật lý sinh học được trả lương cao nhất và làm việc tại Hoa Kỳ cho biết mức lương trung bình cao là 145.150 đô cho mỗi năm. 7. Dược sĩ. Dược sĩ thường làm việc khá nhiều ở các hiệu thuốc Tây và giao dịch với khách hàng. Công việc của họ khá mệt, đôi lúc họ cũng cần làm theo ca, tùy theo doanh nghiệp. Mức lương trong lĩnh vực này trung bình là 123.670 đô cho một năm, mặc dù công việc này sẽ đòi hỏi học tập chuyên sâu. 8. Nhà toán học ứng dụng. Nếu bạn có bằng toán học ứng dụng, thì khởi đầu có thể kiếm được khoảng 64.700 đô cho mỗi năm. Kiến thức tốt về toán học cho phép các nhà toán học ứng dụng xử lý các thuật toán để có thể cứu cả một công ty. Sau 10 năm làm việc với những con số, bạn có thể kiếm được khoảng 100.000 đô la cho một năm. Giống như các môn học khác, trong danh sách của chúng tôi, ngành này khá khó nếu bạn không có khiếu. Toán ứng dụng chuyên về áp dụng các phương pháp toán học vào các lĩnh vực khác nhau như khoa học, kinh doanh, kỹ thuật, du lịch và công nghiệp máy tính. Sự nghiệp trong lĩnh vực toán rất rộng, tất cả đều tập trung vào các yếu tố cốt lõi là giải quyết vấn đề. Là một nhà toán học ứng dụng, bạn có thể giao nhiệm vụ giải quyết vấn đề khó khăn sau. Làm thế nào để một hãng hàng không có thể sử dụng các phương trình lập trình thông minh hơn để giảm thiểu chi phí và tối đa hóa lợi nhuận, v.v. Bạn có thể ngồi xuống và giải câu đố đó và giúp cho doanh nghiệp của bạn có thể có một khoản lợi nhuận bằng tiền mặt lớn thông qua bài giải này. 9. Kỹ sư dầu khí. Với mức lương khởi điểm trung bình khoảng 108.000 đô la, làm việc trong ngành công nghiệp này là một cách chắc chắn để bắt đầu kiếm tiền nhanh chóng. Kỹ thuật dầu khí liên quan đến việc sản xuất hydrocarbon, cụ thể là dầu thô hoặc khí tự nhiên. Các mỏ dầu cần được khai thác từ nguồn thô và tinh chế thành năng lượng có thể sử dụng được. Những việc này cần vai trò của các kỹ sư dầu khí. Kỹ thuật dầu khí đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về dầu, nước và khí trong đá xốp ở áp suất cao. Sinh viên tốt nghiệp bằng kỹ sư dầu khí 4 năm thì sẽ cần có kiến thức vững chắc về toán học cũng như khoa học và sẵn sàng làm việc ở những nơi xa xôi. Công nhân dầu khí có thể ở ngoài khơi hàng tháng trời để làm việc trên các giàn khoang, nhà máy lọc dầu và các đường ống. Sau 10-12 năm, một chuyên gia kỹ thuật dầu khí có thể mong đợi tăng gần gấp đôi mức lương, lên đến 185.000 đô la cho mỗi năm, khiến đây trở thành một con đường sự nghiệp sinh lợi nhất trong danh sách của chúng tôi. 10. Chuyên gia thẩm định rủi ro tài chính. Các nhà thẩm định rủi ro tài chính làm việc trong lĩnh vực thống kê toán học và lý thuyết tài chính để đánh giá rủi ro của các dữ kiện tiềm ẩn cho doanh nghiệp. Ngoài ra, họ giúp các doanh nghiệp và khách hàng phát triển các chính sách. Điều đó giảm thiểu chi phí vì rủi ro đó. Phần lớn các nhà thẩm định rủi ro tài chính thì làm việc trong ngành bảo hiểm. Sinh viên tốt nghiệp ngành này thường được trả công xứng đáng với mức lương dành cho người có kinh nghiệm là từ 150.000
đến 250.000 cho một năm, và nhiều chuyên gia lương còn cao hơn thế nữa. Nếu bạn thích video này, hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share và đăng ký kênh. 11. Kỹ sư hạt nhân. Các kỹ sư hạt nhân nghiên cứu và phát triển các công nghệ và hệ thống quy trình năng lượng hạt nhân và bức xạ để mang lại lợi ích cho con người. Họ có thể nghiên cứu vật liệu phóng xạ sử dụng cho các ngành nghề như ngành y tế, công nghiệp, năng lượng, hạt nhân cho tàu thủy hoặc tàu vũ trụ. Nhiều vật liệu chế tạo, thiết bị dùng trong chẩn đoán và điều trị y tế được phát triển bởi các kỹ sư hạt nhân. Điều này đòi hỏi người làm việc trong lĩnh vực này cần nhiều năm nghiên cứu khoa học và vật lý chăm chỉ. Một động tác sai có thể gây tử vong khi làm việc với các đồng vị không ổn định. Vì vậy, những nhà khoa học này được nhận khoản thu nhập xứng đáng. Mức lương trung bình khoảng 122.020 đô cho một năm. Trên đây là 11 ngành nghề có mức lương cao nhất tại Mỹ. Nếu bạn đang quan tâm đến những ngành nghề nào lương cao nhất tại Canada, bạn có thể xem video 10 việc làm lương cao nhất Canada trên kênh YouTube của Du học Hoàng Kim Phát. Bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt của thị trường việc làm của hai quốc gia này. Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.